Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Khoa học Công nghệ Chế đời sống tháng 10 năm 2016. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ Long An thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sở Khoa học Công nghệ Long An bồi dưỡng kỹ năng viết đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học. Nghiệm thu mô hình thí điểm chiếu sáng đô thị. Phóng sự chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất chất lượng. Cuối chương trình là mục sáng tạo khoa học công nghệ. Bây giờ mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, nhằm từng bước chuẩn hóa công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện và nâng cao kỹ năng xác định mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu phù hợp đối tượng và nguồn lực nghiên cứu, cách thu thập tài liệu. Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Long An tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng viết đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học. Gần 100 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị, ban ngành, tỉnh, huyện tham dự. Thời gian qua, hầu hết các ngành đơn vị trong tỉnh đều có tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, việc viết đề cương và báo cáo kết quả cho đề tài vẫn còn khá hạn chế. Vì vậy, tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng viết đề cương trong thời điểm này là cần thiết. Báo cáo viên hướng dẫn cho học viên phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học, gồm định nghĩa nghiên cứu khoa học, lĩnh vực nghiên cứu, phân tích và suy luận vấn đề, tiêu chuẩn cho một đề cương nghiên cứu. Phần thứ hai nói về phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, chức năng của đề cương nghiên cứu, giang phong, nội dung của đề tài nghiên cứu, lược khảo tài liệu, đối tượng phạm vi và nội dung nghiên cứu, khả năng ứng dụng vào thực tế. Sau một ngày tập huấn, học viên nắm bắt những kỹ năng cơ bản viết đề cương và báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu, giải tỏa được những thắc mắc về cách thu thập số liệu, chọn lựa các con số có ý nghĩa và dự toán kinh phí một cách chính xác, áp dụng hiệu quả vào công việc. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Long An tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình sản xuất rượu nấm Linh Chi cao cấp. Bà Hồ Thị Diệp Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch hội đồng. Thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, mỗi năm cả nước tiêu thụ hơn 350 triệu lít rượu, trong đó 90% sản lượng là rượu nấu thủ công. Nồng độ các chất độc trong rượu tự nấu cao hơn từ 30 đến 80 lần so với các loại rượu do nhà máy sản xuất. Đó là còn chưa kể đến những thủ thuật khác cũng hết sức phổ biến từ phía những người nấu rượu hám lợi, gây ra nhiều vụ ngộ độc rượu với nhiều hệ quả đáng tiếc. Vì thế, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Long An thực hiện đề tài xây dựng quy trình sản xuất rượu nấm Linh Chi cao cấp nhằm góp phần đưa đến người tiêu dùng sản phẩm an toàn. Rượu nấm Linh Chi này được sản xuất từ rượu đế tại khu vực Gò Đen, gọi là rượu đế Gò Đen, và nấm Linh Chi của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Long An. Trong quá trình làm sạch, sẽ loại bỏ các chất độc hại và tạp chất có trong rượu, đồng thời bổ sung vào rượu những dược chất có được từ trích ly nấm Linh Chi để tạo ra sản phẩm có giá trị chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Đề tài được thực hiện từ tháng 10 năm 2015, đến nay đã nghiệm thu. Sắp tới, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Long An sẽ tiếp tục những phần việc còn lại để sớm đưa sản phẩm của trung tâm đến với thị trường. Sở Khoa học và Công nghệ Long An vừa tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng đô thị tiết kiệm, thông minh và thân thiện môi trường do ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy Tân An làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng đô thị tiết kiệm, thông minh và thân thiện với môi trường do Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chi nhánh Tiền Giang và Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thực hiện trong năm 2015. Đề tài sử dụng ánh sáng LED để chiếu sáng thí điểm một số công trình đô thị trên địa bàn thành phố Tân An nhằm tạo lập môi trường ánh sáng tiện nghi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị, đảm bảo mỹ quan, sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn toàn thành phố, góp phần xây dựng thành phố Tân An trở thành đô thị văn minh, phát triển bền vững. Qua kiểm tra giữa kỳ, đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Long An đánh giá cao mô hình chiếu sáng thông minh, cho phép điều khiển từ xa hệ thống chiếu sáng tự động theo một lịch trình và cho phép thay đổi linh động lịch từng thời điểm cụ thể dựa trên cảm biến ánh sáng, đảm bảo tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí bảo trì, đồng thời đảm bảo nhu cầu chiếu sáng. Yêu cầu của hệ thống là phải sử dụng hệ thống đèn sẵn có nhằm giảm thiểu tối đa việc thay thế các thiết bị trong hệ thống đèn hiện hành. Thưa quý vị, những năm qua, cùng với sự phát triển đi lên của kinh tế, văn hóa, xã hội, các doanh nghiệp, bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước GDP cũng có bước phát triển đột phá, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực và phát triển kinh tế xã hội, góp phần quyết định vào phục hồi và tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
với mục tiêu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng, tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng của các sản phẩm hàng hóa chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 21 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 712 trên QĐ-TTG phê duyệt chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Chương trình tập hợp các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách, tổ chức, nhân lực, đặc biệt là các yếu tố khoa học và công nghệ tác động trực tiếp vào doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và tạo lập môi trường quản lý pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp. Chương trình tập hợp các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách, tổ chức, nhân lực, đặc biệt là các yếu tố khoa học và công nghệ tác động trực tiếp vào doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và tạo lập môi trường pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ Long An đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định số 63/2014/QĐ-UVND ngày 31 tháng 12 năm 2014, quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Long An. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa dịch vụ, gọi tắt là sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh có tham gia các hoạt động năng suất, chất lượng và đổi mới công nghệ. Trong đó, chính sách sẽ ưu tiên xem xét hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực như công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới và các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp, hỗ trợ theo quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng 2030. Trong quyết định nói trên, tỉnh Long An quy định rất chi tiết cụ thể các bước tiện hỗ trợ đối với các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực được hưởng. Riêng các doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia, nếu đoạt giải vàng sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng với doanh nghiệp nhỏ và 35 triệu đồng với doanh nghiệp vừa. Nếu đạt giải bạc được hỗ trợ 20 triệu đồng với doanh nghiệp nhỏ và 25 triệu đồng đối với doanh nghiệp vừa. Các doanh nghiệp đạt được giải thưởng chất lượng châu Á Thái Bình Dương hoặc các giải thưởng chất lượng quốc tế khác được đề cử tham gia theo hệ thống giải thưởng chất lượng quốc gia, doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ 40 triệu đồng, còn doanh nghiệp vừa là 60 triệu đồng. Là một doanh nghiệp nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Sang Vàng, gọi tắt là công ty Sang Vàng, bắt đầu đi vào sản xuất phân bón thuốc bảo vệ thực vật vào năm 2008. Lúc mới đi vào hoạt động sản xuất, sản phẩm phân bón thuốc bảo vệ thực vật của Sang Vàng bán ra chỉ gói gọn ở một vài tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ban đầu, nhà xưởng sản xuất của Sang Vàng ở phường 7, thành phố Tân An. Do nhu cầu của thị trường, công ty đã mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp Lợi Bình Nhân vào tháng 10 năm 2015. Sau khoảng 8 năm đi vào sản xuất, đến nay sản phẩm của Sang Vàng đã có mặt ở nhiều tỉnh vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Vừa qua, Sang Vàng được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Long An trong việc xác nhận công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ. Đây là nguồn kinh phí thuộc chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Long An giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 do Sở Khoa học và Công nghệ Long An quản lý. Công ty Sang Vàng được Sở Khoa học Công nghệ hỗ trợ về việc hợp quy phân bón để nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty Sang Vàng. Thì công ty Sang Vàng cũng cảm ơn Sở Khoa học Công nghệ đã quan tâm tới công ty Sang Vàng để nâng cao chất lượng của sản phẩm. Thì công ty Sang Vàng cũng cố gắng hoàn thiện cái quy trình chất lượng sản phẩm của công ty, như là hợp quy, kiểm nghiệm, để đưa sản phẩm của công ty ngày càng tốt hơn ra thị trường, để nâng cao uy tín của công ty. Đối với công ty Sang Vàng thì tại công ty tâm niệm cái uy tín của chất lượng của sản phẩm là uy tín của công ty, là sự sống còn của công ty. Nếu mà sản phẩm của công ty đưa ra thị trường mà nông dân xài được chất lượng, các cái sản phẩm của công ty mà nông dân xài đem lại được cái năng suất cao, chất lượng tốt, thì sản phẩm của công ty sẽ được uy tín trên thị trường. Thì công ty, uy tín của công ty ngày càng phát triển và công ty cũng ngày càng phát triển. Ngoài nhà máy tại phường 7, nhà máy sản xuất ở khu công nghiệp Lợi Bình Nhân đi vào hoạt động được công ty Sang Vàng đầu tư khá nhiều trang thiết bị mới như máy phối trộn, máy khuấy sệt, hệ thống chiết rót dạng nước, máy ép hạt phân được Sang Vàng tiếp tục đầu tư nhằm cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất.
Hiện tại, sản phẩm bán ra trên thị trường đã tăng gần 60% so với những ngày đầu thành lập. Công ty cổ phần phân bón Hà Lan, khu công nghiệp Tân Kim, huyện Cần Giuộc là một trong những doanh nghiệp được hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Long An giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện. Công ty phân bón Hà Lan sản xuất khoảng 70 nhãn hàng mang thương hiệu của công ty. Hiện nay, chứng nhận và công bố hợp chuẩn hợp quy là một trong những điều kiện bắt buộc để doanh nghiệp lưu hành phân bón trên thị trường. Kinh phí từ Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ trong quá trình đăng ký hợp chuẩn hợp quy rất kịp thời, bởi đăng ký các giấy chứng nhận tốn kém nhiều kinh phí. Thông qua hoạt động đánh giá và chứng nhận sẽ giúp các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện về hệ thống thiết bị, công nghệ, quy trình sản xuất, về hệ thống quản lý chất lượng. Trong bối cảnh biến động chung của nền kinh tế, phân bón, loại vật tư thiết yếu phục vụ ngành trồng trọt luôn biến động về giá và nguồn cung đã tác động rất lớn đến sản xuất. Lợi dụng lúc giá phân bón biến động ở mức cao, một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đã đưa ra thị trường nhiều loại phân bón kém chất lượng, phân bón giả gây thiệt hại cho người nông dân, làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường phân bón trong nước. Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy phân bón là bằng chứng tin cậy cho khách hàng và các đối tác liên quan khi mua và sử dụng những sản phẩm phân bón của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia tăng cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Vừa qua thì bên Sở Khoa học Công nghệ có cái chương trình là hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề kinh phí để thực hiện hợp chuẩn hợp quy. Thì đó là cũng một khoản để hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề là thuê cái đơn vị tư vấn đánh giá cấp cái chứng nhận hợp quy và cái chi phí để làm các cái tiêu chuẩn cơ sở để phục vụ cho vấn đề đáp ứng đầy đủ các điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường theo cái thông tư 29. Để hỗ trợ loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững và có hiệu quả, phía cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường hệ thống đầu mối trợ giúp, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ hàng hóa. Từ những cái mà mình nhìn nhận nó là cái điểm yếu của cái việc là triển khai, của cái việc là còn e dè của doanh nghiệp khi mà họ tiếp cận những cái thông tin, họ muốn hỗ trợ nhưng mà họ cũng chưa mạnh dạn lắm. Thì chúng tôi dự kiến là trong thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa là cái công tác là phổ biến tuyên truyền làm như thế nào đó. Cái chính sách này nó đi sâu hơn, nó đi rộng hơn và nhiều cái doanh nghiệp họ tiếp cận được những cái thông tin này. Cái đó là cái điều thứ nhất. Thì có thể là bằng nhiều cái hình thức qua cái nhiều cái kênh thông tin rồi cái tiếp cận trực tiếp thì chúng tôi sẽ cố gắng nhiều cái hình thức phong phú hơn để rồi đi đến nhiều cái doanh nghiệp họ tiếp cận được. Cái thứ hai nữa thì có lẽ là trong cái trách nhiệm của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cố gắng làm như thế nào đó cái thủ tục hành chính nó sẽ là tối giản nhất, nó đơn giản nhất thôi để mà họ có thể họ tiếp cận và họ mạnh dạn đến với mình. Và cái thứ ba nữa tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, tức là có một cái đội ngũ như thế nào đó họ có thể là họ hỗ trợ tư vấn để mà doanh nghiệp họ hiểu hơn, họ sâu hơn, họ cặn kẽ hơn với những cái hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, với những cái công cụ để mà họ mạnh dạn áp dụng và thực sự họ thấy được cái hiệu quả của cái việc là cái chính sách hỗ trợ từ nhà nước cũng như là áp dụng các cái công cụ quản lý để mà họ tốt hơn cho doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp và trong đó thì có cái lợi của tỉnh, tức là cái phong trào năng suất chất lượng của tỉnh nó đi lên. Với việc áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, thời gian qua nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước, đảm bảo yêu cầu của đối tác xuất khẩu, nâng cao vị thế trên thị trường. Một sinh viên tại thành phố Đà Nẵng đã sáng tạo ra phần mềm có thể giúp phụ huynh quản lý con em mình hiệu quả hơn khi sử dụng máy tính. Hiện nay, thực trạng trẻ em, trẻ vị thành niên nghiện Internet đang ngày càng phổ biến và dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Khi công nghệ thông tin phát triển ngày càng mạnh, những trò chơi game online ngày càng phổ biến và cuốn hút các em. Chính vì vậy, phần mềm chống nghiện Internet mang tên iKids của Nguyễn Trần Viết Dương, sinh viên năm thứ hai ngành quan hệ quốc tế Đại học Duy Tân thành phố Đà Nẵng, được xem là khá hữu ích. Sau khi cài đặt vào máy tính, phần mềm này sẽ giúp các bậc phụ huynh quản lý được thời gian con em của mình sử dụng máy vi tính, cũng như những công việc mà con em mình sử dụng trên máy. Việc sáng tạo phần mềm hữu ích đã giúp tác giả đoạt được giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ toàn quốc năm 2013 dành cho thanh thiếu niên nhi đồng. Thưa quý vị, một sáng tạo khoa học công nghệ vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí khoa học công nghệ với đời sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tháng sau.